Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá các cái xe đạp thể thao nhập khẩu chính hãng. Hôm nay em sẽ đánh giá chi tiết cho các bác xem một chiếc xe đạp nhập khẩu từ nước ngoài, dòng Jan Rove. Dòng này là không có tại Việt Nam nha các bác. Jan Rove 2 Deep, tức là dòng này là dòng phanh đĩa, nó có một dòng phanh V thấp cấp hơn thì là dòng này là dòng phanh đĩa dầu. Jan Rove 2 Deep rất phù hợp cho các bác có chiều cao loanh quanh khoảng 1m6, hoặc là các bác nữ, hoặc là các bác nam có chiều cao loanh quanh 1m6, 1m5 mấy, 1m6. Đi rất là phù hợp với cái dáng xe này, nó không bị cao quá. Xe được trang bị bộ chuyển động rất là tốt nha các bác. Xe được trang bị bộ chuyển động là Shimano Acera, từ gạt đĩa, đùi đĩa Shimano hết. Bộ chuyển động, bộ đề Shimano Acera 9 nít, phanh dầu, bánh 700C. Đấy, con này là dòng City Bike, dòng đi trong phố hay còn gọi là Touring ấy. Đấy, bánh 700C, trang bị khung nhôm. Size là size S các bạn. Về phần nước sơn, xe rất là đẹp. Xe rất là ít đi lắm. Chủ cũ thì rất là ít đi. Hầu như không có vết xước nào đáng kể trên khung xe đâu ạ. Size S đi các bạn. Giảm sóc 700C, có khóa hành trình Jan Rove 2 Deep. Từ cái lốp còn rất là mới, còn Jan luôn. Ghi Ford đều là của Jan. Shimano Acera. Yên còn rất là đẹp các bạn. Jan Rove 2 Deep, dòng model 2 và dòng có phanh đĩa, như gọi là Jan Rove 2 Deep. Bây giờ em sẽ vào đo size và test bộ chuyển động cho các bác xem. Size của chiếc xe tới tính từ tâm trục đạp cho đến khóa cọc yên là 43cm. Quá nhá, 43cm. Dòng ra chiều ngang của khung xe từ tâm cọc yên cho đến tâm cổ phốt là 54cm. Đấy, xe này đi rất là thoải mái, dành cho các bác có chiều cao từ 1m58 đến 1m68, 1m58 đến 1m68 đi phù hợp chiếc xe. Vâng, một số bác hỏi, thường hay hỏi em về giá bán, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác. Ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này, các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Lại và bây giờ em sẽ kiểm tra phần chuyển động của chiếc xe cho các bác xem. Rất là mượt mà luôn. Trang bị 9 nít và 3 đĩa. Em lên nít này. Rất êm ái luôn. Phát nào ra phát đấy, êm ái. Đĩa này các bác. 3 đĩa, 9 nít cho xe 27 tốc độ khác nhau.
Đừng cầm. Vâng, chuyển động rất là êm ái, hình thức rất là đẹp. Và xe có giá bán bên em là 8,5 triệu. Các bác nào quan tâm đến chiếc xe này thì nhắn tin Zalo cho em qua số điện thoại trên màn hình 0975 709943. Ngoài ra các bác nhớ ấn đăng ký kênh cộng ấn chuông để theo dõi các xe đạp khác em đưa lên trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.